Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy tròn một niệm dân sanh nghiệm ba kỳ, xưng dương cùng tan tháng ân kiếm không cung tầng. Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trương bao tỏa thân con anh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không, biến phàm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thanh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh vô hiền Bồ Tát. Hồ Pháp chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thường phần ngày bố tàng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Huy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Gia Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử Như Thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát. Thường tinh tăng Bồ Tát với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây qua Phần. Có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói Pháp Xá Lợi Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đắng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường
Phạt lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng thời ánh sáng vàng xanh đó thời xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nướng của đức Phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng không tước anh và xa lời ca lăng tăng và công màng những giống chim đó ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra xa lời phân trong còi nước của đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xá lời phân nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xá lời Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đức Phật A Di Đà.
Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời vẫn lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như xả lời phân cõi nước của đức phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xả lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn. Phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó xa lời phong. Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đức phần đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương đông cùng có đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế cơ văn sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đức phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh
sanh các người. Phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghề công đức những thiết dự phần sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghì công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghì công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên kinh xưng tán bất khả tư nghì công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương trên có đức phạm âm Phật tu vương Phật hương thượng Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghì công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm? Xa lời Phật về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Xả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay
nguyện. Sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là rất khó Đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sang tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới
không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, à tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm, không ngại gì không quay ngại có chi, khủng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thiệt thần chú linh tri đại lần, thiệt thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yeah.